Xin chào các bạn, bạn đến với cuộc thi 5 phút thuộc bài của xe trí nhớ học đường. Mình tên là Võ Ngọc Thiên Duy, năm nay mình học lớp 2, ba điều yêu quý mình là tự tin sẽ cả hôm nay thêm một cuộc vũ cho mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn về từ chỉ sự vật, câu ai là gì. Sự vật xung quanh chúng ta gồm có con người, cây cối, động vật. Con người gồm có ba, mẹ, em, cô, chú, ông nội, bà nội. Còn cây cối gồm có hoa, dừa, hoa, cây ớt, cây dâu. Còn đồ vật gồm có bút, mèo, sách, ghế, tủ, loa hùng, củ măng keo, kéo. Còn động vật gồm có gà, mèo, chó, gấu, chim ưng, chim én, ếch, ong. A, câu kiểu A là gì gồm có hai phần. Phần thứ nhất là ai là gì, phần hai là làm gì. Ai ví dụ là mẹ giặt đồ. Chữ mẹ thì được ghép ở phần A là gì, còn giặt đồ là ở làm gì.